Trời, con nói má rồi, lên tới bến xe là gọi con ra đón, sao má vô tới đây luôn vậy? Má biết là bữa nay con có ngày nghỉ, để cho con nghỉ ngơi, má tự tới là được rồi. Đây đây con xách cho. Ủa, còn thùng gì vậy má? Có gì đâu. Ở trong đây á là có mấy con gà mà em dâu con nó làm sẵn sạch sẽ rồi, để dành ăn từ từ. Với lại có mấy cái hạt sen, ngó sen của chị Mến gửi cho con nè. Biết là bữa nay má lên thăm con, cả buổi chiều hôm qua nó lặn hụp ở dưới đầm hái cho con đó. Chỉ làm nuôi con chỉ còn không đủ, má nhận chi cho mang tiếng. Có gì đâu mà mang tiếng hả con. Con với con Mến á, có khác gì chị em ruột thịt đâu. Nhớ hồi đó con đậu đại học, sợ con đi học xa không có tiền, ngày nào nó cũng lặn hụp ở dưới đầm hái ngó sen đem bán để cho tiền con. Nghĩ mà thương nó. Thôi, chuyện xưa lắc rồi, má đừng có nhắc nữa. Vô nhà đi má. Ừ. Má uống nước đi má. Má, mai mốt má lên, má đừng có xách đồ cho con nữa nha. Ở trên này cái gì mà không có? Ba cái đồ ngoài chợ, sao bằng đồ dưới quê mình hả con? Với lại, đó là tấm lòng của mọi người dành cho con mà. Tấm lòng cái gì má, gửi cho con mấy cái thứ linh tinh rồi mai mốt nhờ giả đủ thứ, mệt lắm. Con, cái chuyện mà thả con tép bắt con tôm này con còn lạ gì nữa má. Mai mốt má lên ai gửi gì má đừng nhận nữa nha. Không rồi má. Alo, xây xong hết rồi hả em? Ừ, tốt á. Để chị sắp xếp xuống nghiệm thu rồi trao nhà tình thương cho người ta luôn. Ok, vậy ha. Con ơi, con có nhớ bác Tư ở đầu sớm không con? Cái bà già mà có đứa con khùng khùng điên điên phải không má? Đúng rồi, bác Tư đã ngoài 70 tuổi rồi, còn phải nuôi đứa con trai bị bệnh tâm thần. Mấy đứa con khác á thì cũng nghèo khổ quá, không có giúp đỡ gì được hết á. Căn nhà của bác đang ở á, cũng mục nát hết rồi. Hay là con coi con xây cho bác căn nhà mới đi, để hai má con có chỗ che nắng che mưa, được không con? Sao tự nhiên má kêu con xây nhà cho người ta làm chi vậy? Má thấy con cũng đi từ thiện khắp nơi mà. Cái đó là chiến dịch quảng bá sản phẩm của công ty con, má không có biết đâu. Nhưng mà má thấy con làm vậy thì... Má ăn đi rồi còn nghỉ ngơi nữa. Nè ăn đi má. Chuẩn bị ngày mốt là xây cái nhà mới đó đó nha. Ờ, ráng lo thu xếp đó nha. Rồi ok. Rồi. Ủa má, sao má không ở trên lầu đi, đi xuống đây làm chi vậy? Má định xuống đây nói với con á là chiều nay má về dưới. Sao không ở chơi với con thêm mấy bữa nữa? Má mới lên đã đòi về rồi. Má thấy con bận rộn quá, rồi má công con phải lo cho má nữa. Với lại ở dưới nhà công chuyện còn đang đang đê đê hà. Công chuyện ở dưới thì cứ để cho vợ chồng thằng Út nó lo. Má ôm đồm làm gì, cứ để cho tụi nó ở không hoài hả? Tụi nó có phụ má làm á con. Với lại hai vợ chồng nó còn phải đi làm thêm nữa. Làm gì mà làm, tháng nào con cũng phải gửi tiền về cho tụi nó hết trơn á. Hai đứa em con á, nó nói là mang ơn chị hai lắm đó. Nói vậy còn nghe được. Vậy thôi má lên thu xếp đi, lát nữa con chở má đi siêu thị mua ít đồ bổ về cho má. Thôi không cần mua cái gì cho má đâu con, má công lại tốn kém nữa. Má cứ vậy hoài, kệ con đi, má về tay không người ta lại nói là con bất hiếu nữa đó. Hôm nay chị đi đóng tiền học phí cho thằng Út, mà khi xuống xe đò thì chị phát hiện ra là chị bị móc túi hết tiền luôn rồi. Mà ở trên đây chị không có quen ai hết á, chỉ quen có một mình em thôi. Chị gọi điện thoại cho má Sáu xin địa chỉ của em đó. Mai à, em cho chị mượn đỡ 10 triệu nha, để
chị đóng tiền học phí cho con chị. Chị muốn mượn tiền thì chị cứ nói thẳng. Bài chuyện móc túi làm chi chó mệt. Sao em lại nói như vậy? Nha, chị cầm đóng tiền học cho cháu đi. Em bận lắm, giờ em cũng chuẩn bị lên công ty rồi. Chị cảm ơn. À, chị có mang lên á. Em biết rồi, lại trà sen nữa chứ gì. Má đem lên bữa giờ em còn chưa uống, em còn cất kìa. Chị đem cho cháu uống đi. Chị cảm ơn em trước nha. Chị hứa với em á là tuần sau chị sẽ gửi tiền lên trả cho em. Còn bây giờ chị đi đóng tiền cho thằng Út nha. Alo má hả? Má ơi, mai mốt làm ơn má đừng có cho số điện thoại hay là địa chỉ của con cho bất cứ ai nữa nha. Phiền quá. Tôi tiếp tục bỏ lại sau lưng những mối quan hệ đã từng tốt đẹp ngày xưa để tập trung cho công việc, xây dựng hình ảnh công ty thật tốt. Nhưng không ngờ, những căn nhà mà tôi từ thiện để làm màu đó bị phát hiện chất lượng kém. Tôi bị khách hàng quay lưng. Càng níu kéo, tôi càng lâm vào nợ nần và đứng trước nguy cơ phá sản. Alo, nói đi chú. Cái gì? Không có ngân hàng nào cho vay hả? Không được, chú phải cố gắng thuyết phục họ. Ít nhất mình phải có tiền nhập vật liệu mới hoàn thành đơn hàng cho khách được. Không là tiêu luôn đó. Alo. Cái gì? Công nhân đình công đòi tiền lương hả? Được rồi, nói với họ là đầu tuần sau tôi thanh toán. Chiếc xe hơi tôi mới mua 3 tháng trước, cô liên hệ bán gấp giùm tôi đi. Em mới về hả? Chị ngồi đây từ sáng giờ chờ em đó. Chị lên đây có gì không? Chị có công việc ở Sài Gòn nên chị ghé đây thăm em luôn. Cảm ơn chị. Chị vô nhà đi. Dạ. Alo, tôi nghe. Tôi biết rồi. Chú cố gắng thuyết phục họ đi. Ok. Dưới quê dạo này sao chị? Mấy đứa nhỏ lấy vợ hết chưa? Ở dưới quê thì cũng bình thường thôi. Mấy đứa nhỏ con chị á, thì nó lo làm việc, nó chưa muốn cưới vợ. Giờ mà lấy vợ cũng tốn bộn tiền à. Mà tụi nó đều đang làm ruộng dưới quê hả chị? À không em ơi, thằng lớn con chị á, thì nó đang làm ở chi nhánh bên Mỹ. Còn thằng nhỏ á, thì mới vừa bảo vệ luận án tiến sĩ ở bên Nhật, vừa tháng rồi đó. Trời ơi, cái này chị nổi với quê thì được, chứ chị nổi với em sao được chị. Em biết tính chị mà. Chị có bao giờ nói dốc đâu. Tuần sau á, thằng Út nó dẫn chị đi qua bên Nhật. Xong rồi hai mẹ con á, đi qua bên Mỹ thăm thằng lớn luôn. Đợt này chị đi á, sẽ lâu gặp em lắm luôn. Chị em mình á, lâu rồi không có gặp nhau. Chị rất là quan tâm em á Mai à. Chị với em á, thì cũng giống như là chị em ruột vậy đó. Em có khó khăn gì á, thì cứ tâm sự với chị, em đừng có ngại. Mai nè, chị có nghe má Sáu kể. Chị không có gì nhiều hết.
Mấy năm nay á, con chị nó gửi tiền về cho chị. Mà em biết rồi đó, ở dưới quê mà chị đâu có xài gì nhiều. Rồi chị sắm vàng để đó. Bây giờ á, em cần sử dụng rồi em cứ lấy đi để mình xài, nghe không? Nhưng mà còn nữa, đây á là tiền của má Sáu với thằng Út, mà hai người đó người ta không có xài tới luôn đó. Bây giờ em khó khăn nên mọi người mới gom lại đem lên đây cho em á em. Nên em đừng có phụ tấm lòng của mọi người nha. Chị à, em không có nhận đâu. Em xấu hổ lắm. Trời ơi, xấu hổ cái gì mà xấu hổ. Người nhà không à, em phải nhận đi. Chứ tiền này á, chị với má Sáu rồi vậy đó cũng đâu có xài tới đâu. Chút ít này cũng giúp em vượt qua khó khăn bây giờ đó em. Em à quên nữa, má Sáu có nói với chị á là em bị mất ngủ đúng không? Chị có làm trà sen nè, để cho em uống á, nó trị mất ngủ đó. Em uống nha, nhớ nha Ngân nha. Chị làm em ngại quá à. Trước giờ em đối xử không có tốt với chị mà chị vẫn quan tâm em hả? Trời ơi, sao em nói như vậy? Em á thì lúc nào cũng đối xử tốt với chị hết á. Bộ em không nhớ hả? Hồi xưa đi học á, chị bị ngất xỉu trên trường, xong rồi em cõng chị qua cái ruộng lớn để nhanh tới bệnh viện. Mà em cứ chạy chạy, rồi chân của em á đạp miếng chai, chảy máu quá trời luôn. Những cái hình ảnh đó chị không bao giờ quên được cả. Em lỗi chị. Khi tôi thành công, tôi đã quên mất những người bên cạnh mình. Giờ đây xa cơ lỡ vận, người chìa ra nắm lấy tay tôi lại chính là người mà tôi quay lưng khinh miệt. Cảm ơn chị, cảm ơn sự thất bại lần này trong đời. Vì nhờ đó mà tôi hiểu hơn câu sông có khúc, người có lúc. Đừng vì chút thành công mà cao ngạo khoe khoang. Vì thành công hôm nay có thể mất đi vào ngày mai. Chỉ có tình cảm gia đình là tồn tại mãi mãi. Thank you.